với diễn tiến âm thầm nhưng nguy hiểm, khoa học gọi các bệnh về huyết áp và rối loạn mỡ máu là những sát thủ giấu mặt của sức khỏe. Các bệnh về huyết áp bao gồm tăng huyết áp và hạ huyết áp. Trong đó, tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh trên toàn thế giới. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tăng huyết áp ảnh hưởng đến sức khỏe của hơn 1 tỷ người trên toàn thế giới và là yếu tố nguy cơ tim mạch quan trọng nhất liên quan đến bệnh mạch vành, suy tim, bệnh mạch máu não và bệnh thận mãn tính. Huyết áp thấp cũng vô cùng nguy hiểm với tỷ lệ ngày càng gia tăng, chiếm khoảng 5-7% dân số trưởng thành. Trong đó, nữ giới bị bệnh huyết áp thấp nhiều hơn nam giới khoảng 30 lần. Bên cạnh các bệnh về huyết áp thì rối loạn mỡ máu được nhắc đến ngày một nhiều bởi số lượng người bệnh ngày càng gia tăng, trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại. Công bố sau 3 năm khảo sát từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia mới đây cho thấy, khoảng 26% người Việt Nam ở lứa tuổi 25-74 tuổi bị rối loạn mỡ máu. Các bệnh về huyết áp và rối loạn mỡ máu nếu không được điều trị đúng và đầy đủ sẽ có rất nhiều biến chứng nặng nề, thậm chí có thể gây tử vong hoặc để lại các di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, sức lao động của người bệnh và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Kính chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị, với căn bệnh tiến triển âm thầm trong giai đoạn dài, người bị bệnh vẫn sống bình thường hồn nhiên, thậm chí không quan tâm trong khi bệnh đang hủy hoại cơ thể, dần dần gây ra cái chết đột ngột. Với những hình ảnh vừa xem, quý vị có thể thấy vì sao người ta gọi hai loại bệnh huyết áp và mỡ máu là kẻ giết người thầm lặng hay sát thủ giấu mặt. Để đáp ứng cộng đồng những kiến thức về hai căn bệnh này, kênh truyền hình Sức khỏe O2 TV chính thức lên sóng chương trình Huyết áp mỡ máu, kẻ thù giấu mặt. Trong chương trình đầu tiên phát sóng, chúng tôi xin được đề cập tới những vấn đề liên quan tới bệnh tăng huyết áp qua cuộc trao đổi và gặp gỡ với giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tổng quan về bệnh tăng huyết áp. Trái tim giống như cái bơm, đưa máu đi nuôi toàn bộ cơ thể. Huyết áp là sức đẩy của dòng máu, tác động lên thành động mạch nhằm đưa máu đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể. Mỗi khi tim đập là lúc huyết áp cao nhất và gọi là huyết áp tâm thu. Khi tim nghỉ, khoảng thời gian giữa hai lần tim đập thì huyết áp giảm đi, đó là huyết áp tâm trường. Chỉ số huyết áp phải căn cứ vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của từng người. Ở người khỏe mạnh, từ độ tuổi trưởng thành từ 30-45, huyết áp tâm thu là 90-130mm thủy ngân. Huyết áp tâm trường là 70-80mm thủy ngân, được cho là bình thường. Khi chỉ số huyết áp tâm thu hơn 140mm thủy ngân và huyết áp tâm trường hơn 80mm thủy ngân được xem là cao huyết áp. Đối với người già, dạng cao huyết áp phổ biến là cao huyết áp tâm thu đơn thuần, tức là chỉ số huyết áp tâm thu hơn 160mm thủy ngân, nhưng huyết áp tâm trường không cao, dưới 90mm thủy ngân. Hiện nay, có hơn 1 tỷ người trên thế giới bị tăng huyết áp và con số này tiếp tục tăng lên. Tăng huyết áp được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng với nhiều cái nhất. 1. Là bệnh mạn tính phổ biến nhất ở nước ta và trên thế giới. 2. Là nguyên nhân hàng đầu thường gặp ở các phòng khám nội khoa và tim mạch. 3. Là yếu tố nguy cơ chính của bệnh tim thiếu máu cục bộ và đột quỵ. 4. Là yếu tố nguy cơ số 1 gây tử vong trên toàn thế giới. 5. Thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp được kê nhiều nhất. Theo một điều tra gần đây nhất của Viện Tim mạch Quốc gia tiến hành ở người lớn trên 25 tuổi tại 8 tỉnh và thành phố của nước ta, thì thấy tỷ lệ tăng huyết áp đã tăng lên đến 25,1%, nghĩa là cứ 4 người lớn ở nước ta thì có một người bị tăng huyết áp. Vâng, như trong phóng sự tổng quan về tăng huyết áp mà quý vị và các bạn vừa theo dõi, thì có thể thấy là tăng huyết áp là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh trên toàn thế giới. Khi tăng huyết áp nếu không được điều trị đúng và đầy đủ sẽ có rất nhiều biến chứng nặng nề, trong nhiều trường hợp thậm chí có thể gây tử vong hoặc để lại các di chứng ảnh hưởng đến sức khỏe, sức lao động của người bệnh và trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng có được những kiến thức về bệnh lý này. Làm sao để biết mình có tăng huyết áp, điều trị đúng cách như thế nào, cách phòng tránh cũng như xử lý biến chứng ra sao? Xin mời quý vị và các bạn đến với cuộc trao đổi ngay sau đây với giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải về tăng huyết áp để có lời giải đáp cho những vấn đề trên.
Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam. Xin chào và cảm ơn giáo sư đã có mặt trong chương trình. Cảm ơn. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa giáo sư, huyết áp chính là chỉ số đo cái lực tác động của máu lên thành động mạch và biểu hiện qua hai cái chỉ số, đó là huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Vậy giáo sư có thể giải thích rõ hơn cho khán giả được biết về hai cái chỉ số này được không ạ? Vâng, huyết áp có được là phải trên bệnh nhân có quả tim nó bóp đó, vâng ạ. Vậy thì quả bom tim bóp lại phải có máu, phải có lực bóp. Phải bóp thì nếu mà chỉ bóp không thôi mà không vướng một cái trở lực nào thì bóp yếu. Nhưng mà nếu mà vướng một cái trở lực nhất định là cái hệ thống đại tuần hoàn thì chính cái sức cản đó lại làm tim bóp mạnh hơn và làm có huyết áp. Do đó chúng ta có thể nói này, huyết áp chúng ta có được là nhờ thứ nhất là tim bóp. Thứ hai tức là cái hệ thống đại tuần hoàn, tức là cái sức bóp của tim nó định chống lại cái hệ sức cản nhất định. Cái sức cản đó thì được quy định bởi cái gì? Về thứ nhất ấy, tức là các cái yếu tố thành mạch, ví dụ người ta già quá mạch cơ cứng thì huyết áp cũng lên. Thứ hai tức là các cái thành phần mà ảnh hưởng tới cái sức cản đó, trong đó có nội tiết này, có thể dịch này, thì có các điện giải này, thì tất cả những cái đó hợp lại một nó thành ra cái yếu tố huyết áp. Vậy thì những yếu tố làm thay đổi cái sức bóp của tim, lượng máu cơ tim, những yếu tố làm thay đổi cái sức cản đó nó đều tác động lên cơ thể và làm cho huyết áp người ta tăng hoặc là người ta giảm. Tăng huyết áp tức là thỉnh thoảng có lúc trong ngày nó vọt lên một cái. Mà huyết áp chúng ta gọi là cao nếu mà tâm thu 140 trở lên, 140 m trở lên và tâm trương 90 m trở lên Thế thì nếu mà huyết áp nó cao như thế và nó cao vọt cao hơn thế nữa mà, thì nó gọi là tăng lên. Nhưng trong ngày có khi lại thấp. Cho nếu chúng ta chỉ gọi là cao huyết áp không thôi thì chúng ta bỏ qua cái bệnh có thể có được là khi ta đo ở thời điểm mà huyết áp nó không cao. Thế do đó chúng ta gọi là tăng huyết áp, nó có cái ý nghĩa thực tế về mặt chẩn đoán và điều trị hơn. Thế còn thế nào huyết áp tâm thu, thế nào huyết áp tâm trương? Thì tâm thu tức là tối đa và tâm trương tối thiểu. Chúng ta hình dung nhé, quả tim bóp đi, lúc bắt đầu bóp đi một cái thì chúng ta đo được huyết áp tâm thu. Đấy. Thế xong khi tim bóp rồi thì cái lúc tim bóp thì cái động mạch chủ van nó mở ra và máu đi ra ngoài tim. Đấy. Thế xong khi bóp xong rồi động mạch chủ nó đóng cái van lại, là van sigma động mạch chủ đóng lại, thì khi đó là huyết áp tâm trương. Vâng, như vậy là qua những lời giải thích rất là dễ hiểu của giáo sư Phạm Gia Khải thì quý vị và Hoài Đảm có thể hiểu được thế nào là huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ thêm về cách nhận biết bệnh tăng huyết áp được không ạ? Cách nhận biết tốt nhất của tăng huyết áp đó là đo huyết áp. Đo huyết áp ở tư thế nằm cũng được, tư thế ngồi cũng được. Nhưng mà phải đo sau kỳ ngơi ít nhất là 10 phút. Đó. Và đo ít nhất là 2 lần trong ngày. Đó. Và chúng ta đo một số ngày. Bởi vì có những người sau khi mà làm việc nặng nề, phải không ạ? Sau khi có nhiều lo lắng thì huyết áp nó lên. Tâm thu, tâm trương đều lên cả. Có những người thì có triệu chứng. Có những người thì thấy rức đầu, chóng mặt, đánh trống ngực. Đó. Nhưng có người hoàn toàn không có triệu chứng. Mà đấy là đa số. Chúng ta cần kiểm tra huyết áp ngay khi có một trong các dấu hiệu sau. Nhức đầu thường là sau gáy, say sẩm, hồi hộp, mờ mắt, bất lực ở nam giới. Dễ mệt, dễ toát mồ hôi, yếu nửa người hay yếu một chi. Đau ngực, khó thở, đi tiểu nhiều, tăng cân, dễ xúc động. Thế giới gọi bệnh tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng, đúng không ạ? Vậy thưa giáo sư, những nguyên nhân nào có thể dẫn tới căn bệnh này ạ? Thứ nhất ấy, là béo phì. Thành ra cái lượng mỡ nhiều, lượng cơ nhiều và quả tim phải bóp mạnh để mà nuôi những cái thành phần đó. Phát triển nhiều mạch máu để nuôi cái đó thì làm huyết áp cao thôi. Thì nếu mà chúng ta để béo phì lâu thì ngoài bệnh tăng huyết áp ra có thể mắc phải lại còn một số bệnh khác nó kèm theo bệnh chuyển hóa. Ví dụ như là đái tháo đường. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là ăn quá mặn. Ăn mặn quá, nhưng mà chúng ta có thói quen, nhất là nguồn biển ấy, ăn mặn nhiều lắm. Thế rồi một số cái thức ăn ta gọi là gì? Thức ăn ta gọi là fast food, vâng ạ. Đấy, thức ăn nhanh, vâng ạ. Đấy, chính Tổng thống Hoa Kỳ nói là vì tôi ăn thức ăn nhanh nhiều quá, vì tôi bận nên tôi cũng bị bệnh tim. Đấy là một cách nói của ông thì có nhiều thứ lắm để mắc bệnh tim, không phải chỉ có thức ăn nhanh. Thế dù sao, phát thức ăn nhanh cũng là một cái nguyên nhân. Đấy, thì nó cũng làm cho dễ bị làm muối ư lại trong cơ thể. Cái thứ ba nữa, trong thức ăn của chúng ta ấy, không cân bằng. Ví dụ như là cái muối kali hay là potassium nó ít quá, thành ra cái máu nó mạch máu nó không giãn ra được. Không giãn được thì cũng dễ bị huyết áp tăng lên. Thế rồi cái nữa, ít hoạt động thể lực. Vì khi chúng ta hoạt động thể lực ấy thì các cơ nó hoạt động
và mạch máu nó giãn ra. Thì thấy rằng thì là hoạt động thể lực nhiều cũng rất là tốt, nhưng mà nhiều quá cũng tốt, nhiều quá thì lại là gây gánh nặng cho cơ thể. Thì rồi cái nữa tức là gì, uống nhiều rượu quá. Tại sao uống nhiều rượu lại không tốt? Nếu chúng ta uống nhiều rượu quá thì có cái nguy cơ là cái mạch nó bị thay đổi nhiều cái chương lực, giãn ra co vào, giãn ra co vào, thì do đó thì huyết áp cao có nguy hiểm. Cho nên là chúng tôi nói người ta quy định chung là uống rượu một ngày, thí dụ ta uống rượu vang thì ta uống một ngày độ 100 phân khối trở lại thôi. Còn nếu tất cả các thứ rượu một ngày độ 2 ly, vâng, thế là được rồi. Đấy. Vâng ạ, những cái ví dụ rất là gần gũi và thực tế. Vậy thì một câu hỏi nữa dành cho giáo sư, có phải chăng là chỉ người già, những người đứng tuổi thì mới mắc phải bệnh tăng huyết áp không ạ? Cái mạch máu của những người lớn tuổi nó chịu một cái quá trình lão hóa, sơ cứng lại. Vì khi sơ cứng lại thì sức cản nó tăng lên, thì tắc chắn là huyết áp lên. Mà thường thường huyết áp tâm thu, tức là huyết áp tối đa tăng. Huyết tâm thu cao ấy, nhưng đến tâm trương lại thấp, vì mạch nó cứng mà, thành ra khi máu nó về thì nó về nó không được nhiều nữa. Thành ra đa số trường hợp mà bị tai biến về các cơ quan ở những người huyết áp cao, người cao tuổi lại là thiếu máu não hay là thiếu máu cơ quan đó. Thí dụ như là những tai biến mạch não vâng ạ, do người ta gọi là nhồi máu não hay là tắc mạch não đấy, do mọc mạch máu nó hẹp lại thì để là đến 80%. Vậy thì nếu trong trường hợp mà chúng ta không biết bản thân đang mắc phải chứng tăng huyết áp, vậy thì nó có thể dẫn tới những cái biến chứng gì và những biến chứng đó có thể có nguy hiểm hay không ạ? Theo tôi khi mình đạt đến tuổi trung niên rồi, tức là thí dụ như là mình đã 40 tuổi trở lên rồi, hoặc 35 tuổi trở lên đó, thì chúng ta phải đo huyết áp thường kỳ. Nếu huyết áp không cao thì cứ một năm đo một lần, nhưng mà nếu huyết áp cao rồi thì chúng ta phải đo nhiều lần hơn. Thế thì đo huyết áp để xác định huyết áp tâm thu, tâm trương, đó là cái cách mà đơn giản nhất, dễ nhất để chúng ta biết chúng ta có tăng huyết áp hay không. Chứ còn đừng đợi đến khi khó chịu rồi bây giờ mới đi khám bệnh thì tôi sợ muộn. Thế do đấy người ta thấy rằng khi mà biết là mình tăng huyết áp rồi là tình cờ là khi mắc tai biến rồi, tai biến về tim, tai biến về não, tai biến về thận, đấy, tai biến về mắt, mắt nhìn mù, lúc bây giờ mới đo huyết áp mới biết là huyết áp mình cao. Vì thế người ta gọi bệnh tăng huyết áp này là kẻ giết người thầm lặng. Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như giáo sư tiến sĩ Phạm Gia Khải có nói, tăng huyết áp là căn bệnh nguy hiểm. Cách tốt nhất để hạn chế những biến chứng nguy hiểm này đó là thường xuyên đo huyết áp và khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng nhận thức được sự cần thiết của việc thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ và đo huyết áp. Chỉ khi xuất hiện những triệu chứng nặng mới đến các cơ sở y tế, và những biến chứng nặng gặp phải như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tai biến là điều không thể tránh khỏi. Phóng sự ngay sau đây sẽ cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ quan trọng nhất trong các yếu tố nguy cơ về tim mạch vì tính chất phổ biến của nó trong cộng đồng và nhất là vì nó có thể gây nên rất nhiều biến chứng nguy hiểm. Tuy nhiên, trong thực tế lâm sàng, nhiều người bị tăng huyết áp thực sự vẫn không được chẩn đoán kịp thời do họ không thấy có triệu chứng gì đặc biệt nên vẫn tưởng mình bình thường. Một số bệnh nhân tuy đã được chẩn đoán là tăng huyết áp nhưng vẫn không đi điều trị ngay hoặc là điều trị không liên tục dẫn đến việc gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm. Ông Nguyễn Xuân Thông, 55 tuổi ở Hà Nội, cũng là một trường hợp như thế. Vì không đi khám sức khỏe định kỳ và đo huyết áp thường xuyên nên ông Thông không biết mình bị tăng huyết áp. Chỉ khi cảm thấy khó thở, chóng mặt, đau đầu, đau ngực, ông mới nhập viện để kiểm tra thì được các bác sĩ chẩn đoán ông bị tổn thương động mạch vành nghiêm trọng do biến chứng của tăng huyết áp. Tổn thương của mạch vành của bệnh nhân là một cái tổn thương có ba thân, có ba nhánh động mạch vành, thì cả ba nhánh của mạch vành đều bị tổn thương cả. Và như vậy thì cái nguy cơ bị nhồi máu cơ tim là rất lớn. Và hiện tại thì cái phương pháp điều trị cho bệnh nhân tốt nhất sẽ là gì? Hoặc là đặt stent cho bệnh nhân, hoặc là sẽ mổ để bắt cầu động mạch vành. Thế tuy nhiên rằng là bệnh nhân chưa có điều kiện kinh tế nên trước mắt sẽ điều trị nội khoa thôi. Tất cả các thuốc điều trị cho bệnh mạch vành như là hạ mỡ máu, hạ huyết áp, thuốc điều trị đái đường, bệnh nhân này có thêm cả đái đường nữa. Thế và phải bỏ thuốc lá, bệnh nhân này còn hút thuốc lá, có thêm cái tiền sử hút thuốc lá nữa. Thế cho nên là tất cả những cái yếu tố nguy cơ đấy đều phải được điều trị. Thế và đây cũng là một cái ví dụ rất là rõ ràng với những bệnh nhân, thực ra là có bệnh nhân nam này, lớn tuổi này, có tăng huyết áp nhưng mà không được phát hiện và không được điều trị. Và thêm một số những yếu tố nguy cơ khác như là đái đường và hút thuốc lá, mà nó gây đến một cái tổn thương rất nặng của cả ba nhánh động mạch vành. Không chỉ có ông Thông mà hầu hết các bệnh nhân bị tăng huyết áp đều chủ quan, không khám sức khỏe định kỳ nên bệnh trở nên nặng và không kiểm soát được. Chính vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức về bệnh tăng huyết áp, xây dựng lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh tăng huyết áp và những biến chứng nguy hiểm của bệnh lý này.
Như vậy là biến chứng của tăng huyết áp là rất rõ ràng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh và chi phí điều trị cũng rất tốn kém. Không một liều thuốc nào tốt hơn với căn bệnh này là chúng ta cần quan tâm đến sức khỏe của gia đình và bản thân, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ và đừng bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Trong các chương trình tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn những vấn đề như cách phòng tránh, nguyên nhân hay yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp, mối quan hệ giữa tăng huyết áp và các bệnh khác của cơ thể. Còn bây giờ, chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn chuyên mục Thông điệp niềm tin. Đây sẽ là chuyên mục giới thiệu những quyển sách, những tài liệu tham khảo cho quý vị và các bạn về sức khỏe, về cuộc sống. Chuyên mục Thông điệp niềm tin ngày hôm nay xin giới thiệu cuốn sách Tăng huyết áp trong thực hành lâm sàng của tác giả Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn. Đây là một tài liệu vừa đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong thực tế lâm sàng, vừa cập nhật những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phòng chống bệnh tăng huyết áp. Hy vọng rằng cuốn sách này sẽ cung cấp những thông tin và sự tư vấn cần thiết cho quý vị và các bạn về bệnh tăng huyết áp. Cuốn sách cũng khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tăng huyết áp trong thực hành lâm sàng là cuốn sách của Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, giảng viên bộ môn tim mạch của Trường Đại học Y Hà Nội, giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Đây là một tài liệu vừa đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong thực tế lâm sàng, vừa cập nhật những kiến thức mới nhất trong lĩnh vực phòng chống bệnh tăng huyết áp. Với những nội dung rất đa dạng và phong phú trong lĩnh vực tăng huyết áp, nhưng tác giả đã khéo léo sắp xếp trong 115 các vấn đề phổ biến nhất có tính liên quan đến bệnh lý này. Với cách hành văn rõ ràng, sáng sủa, với nội dung rất cần thiết và có tính chất cập nhật, nên cuốn sách đã thu hút được người đọc trong những vấn đề gần gũi nhất với thực tiễn lâm sàng. Phần đầu của cuốn sách, tác giả trình bày tổng quan về tăng huyết áp, cách phân loại cùng với tần suất và các biến chứng thường gặp của chúng. Tác giả cũng đưa ra nhiều hướng thảo luận về cơ chế bệnh sinh và sinh lý bệnh của tăng huyết áp. Ở phần cuối cùng, tác giả đi sâu vào chẩn đoán và điều trị bệnh tăng huyết áp, nhất là chiến lược điều trị cho các đối tượng đặc biệt và bệnh nhân tăng huyết áp trong các tình trạng đặc biệt. Với tâm huyết được đúc kết từ những trải nghiệm có được trong quá trình điều trị người bệnh và nghiên cứu khoa học, cuốn sách Tăng huyết áp trong thực hành lâm sàng sẽ không những cung cấp những thông tin và sự tư vấn cần thiết cho những bệnh nhân bị tăng huyết áp, mà còn là một tài liệu tham khảo hữu ích với các thầy thuốc, các sinh viên y khoa để góp phần chung tay trong việc phòng chống một cách hữu hiệu nhất căn bệnh phổ biến và có nhiều biến chứng nguy hiểm này.